Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay các bạn thấy trên tay của tôi rất là nhiều vòng đá. Và vòng đá của nhà tôi thì đã được đến tay của rất nhiều khách hàng. Những khách hàng mà đến với tôi qua là người giới thiệu. Rồi những sản phẩm mà họ có thể là tiếp xúc và biết tôi trên fanpage, trên Facebook. Và bây giờ lại còn có cả trên YouTube nữa. Và các bạn biết đấy, cái chất lượng sản phẩm vòng đá của tôi thì về chất lượng thì không thể nói được, không phải chê nữa, nhưng mà về cái tác dụng đối với mỗi cái cuộc đời hay mỗi cái con người mà họ cần đến ấy, thì nó thay đổi khác nhau. Có những người họ khát khao về thành công công việc thì họ đã vòng đá đã làm cái nguồn năng lượng chuyển đổi và công việc của họ đã có những cái tiến triển tốt. Có những người thì mong cầu sức khỏe vì có những loại đá nó mang ý nghĩa về sức khỏe, mà cho nên là khi mà họ dùng cái sản phẩm đá đó thì cái sức khỏe của gia đình đã có sự cải thiện. Và còn có những người thì họ muốn may mắn về tài lộc thì hầu như là cũng phải đến 80-90% là người sử dụng đá sau khi được tôi hướng dẫn cụ thể thì đã sử dụng đúng và đạt được cái mong muốn như cái ước nguyện của họ. Nhưng cũng có một vài trường hợp là họ sẽ không đạt được cái việc này vì họ đã không thực hiện đúng cái việc mà tôi hướng dẫn, cho nên là cái hiệu quả cũng có những cái hiệu quả không cao. Và sau mỗi khi mà có sự phản hồi của khách hàng thì tôi lại hướng dẫn lại cho họ để họ thực hiện đúng hơn, để vòng đá đúng thực chất là mang ý nghĩa hút năng lượng tốt, để mang lại cái trường khí tốt cho gia đình, mang lại cái hạnh phúc cho cuộc sống của chúng ta và mong muốn của chúng ta. Rất là vui vì được trao đổi cái nội dung này đến cho quý vị các anh chị. Và các anh chị hãy tin tưởng vào chất lượng vòng đá của nhà tôi và nhớ comment những cái phản hồi của các anh chị để tôi được chia sẻ nhiều hơn. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.